Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một con app để tăng tốc RAM cho máy của tất cả các bạn chạy mượt nha tất cả các bạn. Thì một cái app Phone Butter Pro này thì nó trong chương trình khuyến mãi nha tất cả các bạn, thì các bạn nên tải về dưới phần link mô tả của mình, tải về một cái app là cái app các bạn. Con này giá niêm yết là khoảng 12 đô nha tất cả các bạn, nhưng trong chương trình khuyến mãi nên các bạn nên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Thì đánh giá nè các bạn, rất tốt, tuyệt vời nè các bạn. Và mình đã cũng có xài thử thì máy mình chạy rất là mượt nha các bạn. Để mình xem tất cả các bạn đánh giá nè. Good, thank you. Good app, cả nhà dùng thử đi, tốt lắm. Ứng dụng tốt nha các bạn. Đây thì một ứng dụng tăng tốc RAM. Rồi, thì các bạn download về, các bạn mở cái app lên nha tất cả các bạn. Thì các bạn nhấp vào một dấu cộng này nha các bạn. Thì các bạn cập nhật tất cả các ứng dụng của tất cả các bạn vào, các bạn nhấp vào dấu tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Cloud này. Thì các bạn bấm vào Beauty Butter nè các bạn. Thì nó tự động thì tôi tự động giảm tăng tốc RAM cho máy tất cả các bạn chạy mượt nha các bạn. Rồi connector thì được, mình đã xóa gác nó cộng được 1,29GB nè các bạn. Rồi tool này thì tool này thì các bạn nhấp vào đây để nó giảm cái CU pin của mình nha các bạn. Cái CU của máy các bạn, để tăng tốc máy lên các bạn. Còn trên đây thì pin nữa các bạn. Đây thì làm mát pin nên các bạn. Thì nó trong chương trình khuyến mãi nên các bạn tải app các bạn. Sau này thì nó sẽ limit là giá là 12 đô cho khi xài cái ứng dụng này nữa các bạn. Thì video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.